Chào các bạn và anh nha. Trong buổi chiều nay thì anh em chúng em đi Bắc Giang, Lạng Giang, Bắc Giang đến nhà của bác tới. Hiện tại anh em chúng em đang đứng hiện tại anh em chúng em đang đứng chờ bác ra đón. Đoạn đường này đi khá khó. Bác có thể nhìn thấy xung quanh này, đường Google Map thì chỉ vào tít, xong kia đường nhỏ hẹp đi rất là khó. Các bác cùng theo dõi anh em chúng em đến nhà bác tới nhá, lắp đặt bộ dàn karaoke. Các bác xem video nhớ like và subscribe cho kênh chúng em nhá. Rồi, xin chào các bác và anh em. Anh em và chúng em đã đến nhà của bác tới nhá. Chào các bác và bác tới. Đi vòng vo mãi đến nhà bác này. Đi theo đường quốc lộ 1 cao tốc về bạc. Vâng. Đây là không gian bên trong nhà. Đấy, anh em chúng em sẽ set up bộ dàn.
đang được thưởng thức chất âm của đôi loa C12 56 vành đẩy lên để vang X22 X321 và 16S1500. Bộ dàn này là của bác tôi. Anh em chúng em sẽ đọc sau. 567 thưởng thức chất âm bộ dàn karaoke nhé. 67 với dòng tôi anh xa em như chính sách quên tổ quân mình vừa nhau rồi em vơ vơ ô trong lòng em vơ vơ hôm cây quên đèo về người tình cây ao đậm cờ sao một đời chờ tin hay cho người làm rồi anh lấy quân vui xây trong cô hàn buồn tình yêu đầu em bước trôi đi theo đời để đón em biệt giờ còn đâu bao lời thề đã anh bay đi bay đi về anh trong đời chỉ còn em tôi với người thương. Tình yêu nào đưa chân anh thôi anh quanh quay trở về nhà tình yêu đầu em cho anh chưa một lần về đón em kiến mà tình